Trà My kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hiện giờ đã là cuối mùa thu ở các nước nằm ở phía Bắc trên khắp thế giới. Lá cây tại khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ, trong đó có thủ đô Washington DC, đã chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng, màu cam và màu đỏ, tạo thành những màu sắc rất đẹp mắt. Hiện tượng này khiến cho nhiều người tự hỏi tại sao lá lại thay đổi màu sắc khi thời tiết mát mẻ và lạnh hơn. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm câu trả lời qua các đoạn phim đẹp mắt về lá mùa thu. Tại sao lá lại đổi màu vào mùa thu? Theo truyền thuyết, có ba người dùng chó săn đã đuổi theo con gấu lớn lên đến tận trời, giết gấu và máu của gấu đã nhỏ xuống lá cây, biến lá thành màu đỏ. Em nghe nói lá đổi màu là vì Thượng Đế muốn thấy nhiều màu sắc khác nhau trên khắp thế giới để người có thể biết được hiện giờ đang là mùa nào. Mẹ tôi nói lý do là vì ban đêm khi mọi người đang ngủ say, các bà tiên xuất hiện và đi săn các lá cây. Ông Dave Sutherland là một chuyên viên làm cho công viên Boulder trong tiểu bang Colorado. Ông nói thực ra thì lá bắt đầu đổi màu từ mùa hè, khi vẫn còn xanh, nhờ có một chất gọi là chất diệp lục. Chất này giúp cây biến ánh sáng mặt trời và carbon dioxide thành chất đường, một loại thức ăn cho cây. Như ông nói, chất diệp lục có một bí mật về màu sắc. Lá xanh thực ra đã có màu vàng bên trong, sắc vàng luôn có ở trong lá cây, nó nằm ẩn dưới vỏ bọc màu xanh. Nó chỉ chờ khi nào chất diệp lục bắt đầu ngưng hoạt động thì màu vàng bắt đầu thực sự tỏa sáng. Sắc vàng giúp lá hấp thụ thêm năng lượng mặt trời trong lúc sắc xanh tàn dần. Có khi lá chuyển màu đỏ thì ông Sutherland nói rằng đó là nhờ một chất khác có tên là anthocyanin. Mọi người đều biết anthocyanin, chất này khiến dâu có màu đỏ và nho đen có màu đen. Nhưng lá cây không tạo ra màu đỏ vào mùa hè mà chỉ tạo vào mùa thu. Vì vậy, trong nhiều thập niên qua, các nhà khoa học tin rằng chất đường đọng lại ở những chiếc lá cuối mùa làm lá biến thành màu đỏ. Nhưng một giả thuyết khác cho rằng cây cố tình tạo ra anthocyanin để làm một thứ kem chống nắng cho cây. Màu sậm hơn giúp các lá sắp tàn gửi đi những chất dinh dưỡng cuối cùng vào trong rễ cây và cành cây. Một khoa học gia ủng hộ giả thuyết này là ông Bill Hope của trường đại học tiểu bang Pennsylvania. Những lá này sẽ rụng khá nhanh, vì vậy chúng chỉ tìm cách bảo vệ quá trình quang phổ vừa đủ lâu để dự trữ càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt. Ông Hope nói rằng sắc vàng thực ra là một chất chống oxit hóa để bảo vệ lá suốt cả chu trình sống chứ không riêng gì mùa thu. Vẫn còn nhiều điều phải học về lá cây, nhưng trong lúc chờ đợi chúng ta hãy nhanh chân thưởng thức màu sắc kỳ diệu của mùa thu. Tháng tới khi trời lạnh hơn bây giờ rất nhiều, lá sẽ đông băng và hết còn đẹp như bây giờ. Chúng ta không nên chần chờ mà hãy thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng của mùa thu. Đến với voatiengviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiengviet.com, thông tin để tiến bộ.